ai trong chúng ta cũng đều ao ước có một làn da sạch khỏe, không mụn. Để có một làn da như vậy, điều cần thiết nhất là phải làm sạch da. Bên cạnh dùng các loại nước tẩy trang để làm sạch bụi bẩn, thì sữa rửa mặt là sản phẩm không thể nào thiếu. Trong vô vàn sản phẩm sữa rửa mặt trên thị trường hiện nay, thì dòng sữa rửa mặt rau củ Hàn Quốc đang làm mưa làm gió. Liệu sữa rửa mặt rau củ quả Hàn Quốc phù hợp cho da gì? Chị mụn có hiệu quả không? Hãy cùng shop đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại gia lô của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. sữa rửa mặt rau củ sủi bọt ba trong một tẩy trang rửa mặt Thải độc tố là sữa rửa mặt thuộc thương hiệu Divi Wonder sủi bọt giúp tẩy trang, làm sạch da, thải độc tố, cung cấp dinh dưỡng và dưỡng da mềm mại, tươi sáng nhờ công thức pha trộn các loại siêu rau củ. Với sữa rửa mặt rau củ màu xanh lá có chiết xuất từ 10 loại rau củ quả như mầm lúa mì, chanh vàng, bơ trà xanh, rau diếp cá, cần tây, bắp cải xanh, giàu vitamin giúp làm sạch sâu, ngừa mụn, diệt khuẩn, kháng viêm và dưỡng ẩm cho da. Sản phẩm phù hợp dành cho mọi loại da, đặc biệt là da mụn. Bên cạnh đó, sữa rửa mặt rau củ 300ml đỏ có công dụng chính là giúp làm sáng da, tăng cường vẻ dạng dỡ, tươi mới của làn da. Sản phẩm phù hợp với những làn da xỉn màu, không đều màu, dưỡng da sáng dần lên hiệu quả nhờ các thành phần từ thiên nhiên như lựu, cà chua, cà rốt, dâu. Cuối cùng là loại màu tím, có tác dụng giúp săn chắc, làm sáng và chống lão hóa da. Sản phẩm phù hợp với làn da khô sần sùi, thiếu sức sống giúp cải thiện bề mặt da mềm mại, mịn màng, đàn hồi và đầy sức sống nhờ những thành phần từ thiên nhiên, nho, blueberry, củ dền, su hào làm dịu da và cải thiện da tươi khỏe tăng cường độ đàn hồi và dưỡng da căng bóng. Sữa rửa mặt rau củ được chiết xuất hoàn toàn từ các thành phần có nguồn gốc tự nhiên rất lành tính, đem lại sự dịu nhẹ và an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Các thành phần chính có trong sữa rửa mặt như chiết xuất tảo xoắn có tác dụng trong việc bảo vệ làn da khỏi lão hóa, chống viêm và dưỡng da vô cùng tốt. Chiết xuất bông cải chứa nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng chống oxy hóa bảo vệ làn da khỏi tác hại của các tia UV từ mặt trời chiết xuất chanh có tác dụng diệt khuẩn ngăn ngừa mụn hiệu quả chống oxy hóa cho làn da chiết xuất bơ cung cấp các dưỡng chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da mịn màng mềm mại đem lại làn da đều màu và căng bóng với những thành phần tự nhiên có lợi cho làn da được sản xuất trên dây chuyền hiện đại dưới sự giám sát kỹ lưỡng của những chuyên gia hàng đầu bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm đây chính là loại sữa rửa mặt ba tác động rửa mặt mặt nạ thải độc và trị mụn chính vì vậy mà bạn hoàn toàn yên tâm không lo mụn mọc khi sử dụng Sữa rửa mặt rau củ hoa quả hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt rau củ hoa quả hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.